Chào tất cả các bạn, mình là Admin Hà Serious của kênh Bạn Có Biết. Hôm nay mình sẽ reaction một video animation về chủ đề Godzilla 2014 vs Shin Godzilla. Video này của tác giả Wobbly Wobbs. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Shin Godzilla xuất hiện, tạo hình rất giống với trong phim, cả tiếng gầm và âm thanh của nó nữa. Dáng đi quen thuộc của Shin. Và đây là Godzilla Legendary hay là Godzilla 2014 cũng rất là giống thật. Shin đã thấy Legend và khuôn mặt rất vô hồn đáng sợ của Shin. Hai con bắt đầu chiến. Shin đã bị God 2014 đè xuống. Một pha tấn công vào cổ. Wow. Chiếc đuôi của Shin. Một pha quất đuôi rất mạnh của Shin. Rất thốn. Tiếp theo là pha phun lửa, rất giống trong nguyên bản. Kết thúc của đợt phun lửa là những tia laser màu tím. Con xin nghĩ rằng mình đã tiêu diệt xong nhưng mà chưa. 2014 này trở lại, nó bị bỏng ở trên lưng. Tia màu xanh quen thuộc của 2014. Bắt đầu phản công. Một pha dậm vào mặt. Xin lại sử dụng chiếc đuôi thần kỳ của mình. Và còn biết cắn nữa. Làm té cả một con gót. Tiếp tục là bắn tia. Gót 2014 đang bị áp đảo. Chiếc hỏa lực rất mạnh của Shin. Hai con liên tục ăn miếng trả miếng. Xin bắn tia sau lưng đẩy lùi 2014. Nóng đỏ phía sau lưng và nổ. Rõ ràng là 2014 bị ăn hành nhiều hơn. Tiếp theo là cảnh bản tin giống y như trong phim Godzilla 2014 luôn. Họ chiếu về cảnh hai con God đánh nhau. Oh my god, sự xuất hiện của King Ghidorah đang bị đóng băng. Có lẽ nó sẽ chuẩn bị thức dậy sau khi nghe được trận chiến của hai con Godzilla kia. Vậy là trận chiến đã hết. Giờ sẽ là phần nhận xét của mình. Đây là một video animation rất là hay. Có lẽ là video animation giống với thực tế nhất mà mình từng xem. Ý mình là các con quái vật trông y như thật luôn. Từ ngoại hình, âm thanh, tiếng gầm, cảnh nhà cửa đổ nát. Mình cũng rất thích bài hát quen thuộc về Godzilla. Video có nội dung rất hay, cuốn hút, kịch tính. Mặc dù chúng ta chưa biết được kết thúc như thế nào, vì đây mới chỉ là phần 1 thôi. Mình không nghĩ rằng Shin Godzilla lại có thể đánh hay như vậy luôn. Shin không chỉ có hỏa lực mạnh hơn mà chiến đấu tay đôi cũng rất cừ. Biết quất đuôi này, biết cắn nữa này.
Godzilla 2014 cũng chiến đấu khá là hay, dù là nó bị Shin áp đảo nhiều hơn. Ở phân đoạn cuối clip ta thấy có vẻ như Godzilla chuẩn bị chuyển hóa thành dạng Burning Godzilla hay là Fire Godzilla ấy. Và chắc chắn là lúc đó nó sẽ mạnh lên rất là nhiều. Ngoài ra còn có một điều rất đáng chú ý nữa, đó là sự xuất hiện của King Ghidorah, một con kaiju cũng cực kỳ mạnh mẽ khác. Phải chăng là sẽ có một trận chiến tay ba trong phần 2? Mình dự đoán là phần 2 Godzilla 2014 sẽ chuyển thành Godzilla 2019. Cuối cùng nó cũng lên dạng Burning Godzilla và sẽ đánh bại hai con Shin và Kenji. Chúng ta cùng chờ xem phần tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào nhé. Mình sẽ cho điểm video này là 9.5 trên 10. Hôm nay cũng là ngày 30 Tết rồi, mình xin chúc các bạn có một cái Tết vui vẻ, bình an, gặp được nhiều may mắn và thành công trong năm mới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.